Chào các bạn nha, bữa nay mình đổ bánh xèo nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ pha bột nha mấy bạn. Mình đổ nước vô mình pha bột nha mấy bạn. Bây giờ mình xào thịt nha mấy bạn. Giờ bỏ tôm thịt cho mấy bạn mình chiên bánh nha. Cho bột vô nha mấy bạn. Mình cho giá vô. Đậy nắp lại nha. Giờ mình lấy bánh nó luôn nha các bạn. Giờ mình lấy bánh nha mấy bạn ơi. Mình đã đổ xong rồi mấy bạn ơi. Mời các bạn ăn chung với mình nha mấy bạn. Comment ăn chung với mình, comment. Hai, chào cả nhà. Bánh xèo ngon quá cả nhà ơi. Nước mắm nè cả nhà. Wow, ngon quá trời luôn ta. Các bạn ăn nha. Nước mắm ngon không cả nhà. Mời cả nhà ăn nha cả nhà. Cho miếng rau vào. Bánh xèo ngon lắm cả nhà. Mình cuốn này cả nhà. Mời các bạn ăn nha. Mình giờ mình thưởng thức thử món bánh xèo này thử nha cả nhà. Có một cả nhà. Đúng không? Xèo nó thật mình chung. Xèo mình chung à? Ừ. Ngon quá cả nhà.
thưởng thức cái thứ hai thôi. Giống vô này cả nhà. Mở ra hoàng. Nè, rồi cái bánh này cả nhà. Quá trời. Quá đã cả nhà. Tôm, thịt, giá. Nói con tao bận luôn. Thức, thưởng thức thôi. Ngon quá cả nhà, quá đã. Ngon. Ngon. Khờ ngon. Rau mới ngon không? Chua chua. Video đã kết thúc cho các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh cho mình nha, xem cho mình một like nha mấy bạn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video sau nhé. Bye bye.